xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh của Phương Nga. Thì hôm nay Phương Nga xin giới thiệu tổng quan với các anh chị một cái khu thi đấu Phú Thọ. Và các anh chị cũng biết rằng khu thi đấu Phú Thọ là một trong những khu thi đấu mà được nhà nước mình xây dựng cách đây cũng khá lâu, tầm khoảng đầu năm 2000, và được đưa vào sử dụng vào năm 2003. Và nơi đây thường diễn ra các hoạt động thể dục thể thao của thành phố cũng giống như trong cả nước. Và cái đợt đó mình nhớ rằng là khu này được xây dựng rơi vào cái thời điểm mà thế gọi là SEA Games của khu vực Đông Nam Á mình. Thì Việt Nam mình là nằm trong khu vực Đông Nam Á, cứ trong tầm khoảng chu kỳ 4 năm là SEA Games sẽ được diễn ra. Và trong khối Asia, khối mà Đông Nam Á, thì người ta sẽ chọn một nước làm khu đăng cai để mà xây thi, tạo nên cái cuộc mà hội thao. Thì Việt Nam mình vào thời điểm đấy được chọn là một trong những nơi là được tổ chức. Và do đó thì cái khu thi đấu Phú Thọ được xây dựng. Và Nga nói sơ qua về một số nét của khu thi đấu Phú Thọ. Khu thi đấu Phú Thọ thì được xây dựng nằm trên trục đường ngay góc giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Lữ Gia. Và vào những ngày mà hội thao thì nơi đây người ta kéo đến và lưu lượng khách tham quan, có nghĩa là lưu lượng khách đến đây dự cái buổi thể thao rất là đông. Và đặc biệt khu thi đấu Phú Thọ, nhà thi đấu Phú Thọ này nó nằm trong một cái trục đường, như các anh chị biết là nếu như các anh chị biết trường đua Phú Thọ thì nó được tiếp giáp, nó nằm trong cái khuôn viên lúc trước đó, trực thuộc trong trường đua Phú Thọ, nhưng sau này người ta tách một phần đất để mà xây dựng khu thi đấu Phú Thọ. Và những hoạt động ở nơi đây sẽ được chia ra vào các ngày trong tuần. Thì trong một tháng người ta có một cái kế hoạch, và mọi người sẽ được biết được cái kế hoạch đó là như thế nào và ra làm sao. Thì đa số mà mình muốn biết là cái chương trình của nhà thi đấu này sẽ diễn ra các hội thao gì ở trong thành phố, thì mình phải đến có cái bảng thông báo và mình sẽ xem là cái nơi đấy người ta sẽ diễn ra hoạt động gì. Các anh chị biết đấy, cái nhà thi đấu Phú Thọ này trong khuôn viên rất là rộng lớn, do đó những người dân chung quanh, những người dân ấy người ta cũng tận dụng được cái khuôn viên này để mà đi tập thể dục. Và thường thường thì sáng sớm nhà sân Phú Thọ, ở khu vực nhà thi đấu Phú Thọ, người ta mở cửa để cho mọi người dân có thể đi vô đây và tập thể dục. Như các anh chị thấy đấy, là cứ sáng là nơi đây là tập thể dục rất là đông. Và có những cái hoạt động khác nữa, như là mọi người có thể đến đây tham dự các khóa về thể dục thể thao như là bóng rổ, bóng chuyền, rồi cầu lông và rèn luyện sức khỏe. Đây, trước mặt các anh chị đó là cái trụ cột cờ. Và nếu như nơi đây mà diễn ra các hoạt động thể thao và của các nước thì người ta sẽ dùng những cái trụ này và treo cờ của các nước ở đây. Và đây là mặt tiền chính của nhà thi đấu Phú Thọ. Hồi nãy Nga có quay cho các anh chị xem, đó là mặt tiền bên hông, có nghĩa là tiếp giáp với đường Lý Thường Kiệt. Đây là mặt chính nằm ở trên đường Lữ Gia. Và tổng quan hình ảnh của nhà thi đấu Phú Thọ ở mặt tiền. Và các anh chị và mọi người cũng biết là cái khu thi đấu Phú Thọ này, ngoài việc mà diễn ra các hoạt động thể thao hàng năm
ví dụ như trong một năm cứ mỗi một quý người ta sẽ có những cái chương trình, hoặc là người ta sẽ lên ra kế hoạch trong từng tháng, và đặc biệt cứ vào những dịp mà gần đến những ngày lễ lớn của Việt Nam thì nơi đây thường hay diễn ra hội chợ. Và hội chợ người ta diễn ra ở khuôn viên là chung quanh của nhà thi đấu, và trước mặt mình đây, nơi đây là một cái khoảng không, một cái khoảng sân được tận dụng để mà làm ra những cái gian hàng để mà trưng bày. Bên cạnh đó thì những cái công ty về giống như là khi mà người ta tổ chức cái hội chợ thì những cái công ty mà người ta có cái số vốn hơi là cao cao một chút thì đa số thì nghe thấy là họ đi phía trong của nhà thi đấu và có những khu trưng bày và tập hợp rất nhiều các nơi, các công ty đến đây để mà tham dự hội chợ. Và đối diện mình ở khoảng không đằng kia là cái nơi mà cứ mỗi buổi chiều thì các em học sinh sẽ được học các môn kỹ năng về thể dục thể thao tại nơi đây. Như trước mặt mọi người thấy đấy, đây là một cái khoảng không để mà tạo những cái sân mà thi đấu, có nghĩa là không có những cái hoạt động thể thao mà tương đối nhỏ, và mọi người cũng có thể là tập hợp ở nơi đây mà xem các trận đấu và là nơi tập vợ của các em học sinh vào buổi chiều. Mình cũng nói sơ qua là trước kia những cái khung đất chung quanh đây rất là trống và không có những tòa cao ốc, và trong những khoảng tầm 20 năm trở lại thì những cái building được xây dựng bao bọc ở chung quanh. Và cái khoảng đất trống mà các anh chị thấy ở đối diện, ở đằng trước mặt mình đấy, đó là cái trường đua Phú Thọ, và sau đấy thì người ta xây dựng những cái lock building này, đó là khu vực mà Bắc Sơn, Leamington. Và những người dân người ta có thu nhập khá thì họ mua và sinh sống tại trong building. Và các lock ở trong cái khu vực mà building đấy, ở phía trên đó là nhà dân, còn phía dưới là khu mua sắm. Còn hai cái trục mà các anh chị và thấy cái building đấy có hai cái trục màu đỏ đấy, là ở phía dưới là khu vực của Lotte. Và nói với trường đua Phú Thọ thì sẽ có một dịp Nga sẽ dẫn các anh chị vô và tham quan phía trong khu vực trường đua Phú Thọ. Khi Nga ở đây thì Nga mới nhớ là cách đây khoảng hơn gần 20 năm, và vào dịp đấy ở trường cấp 3 của mình cũng có tổ chức chơi và sinh hoạt trong khu vực trường đua Phú Thọ. Và lần đầu tiên mình đặt chân vô đó mình mới thấy là nơi đây là cái nơi mà người ta diễn ra các cuộc thi đấu và đua ngựa. Và nếu như mọi người mà khi đi trong khu vực mà trường đua nhà thi đấu Phú Thọ mà mệt mỏi thì mình có thể đến những cái quầy nước, những cái quán nước dọc chung quanh nhà thi đấu Phú Thọ. Những người dân trực thuộc ở những khu vực sống lân cận ở những khu vực xung quanh nhà thi đấu Phú Thọ thì các cô chú, anh chị và các em nhỏ thường hay cứ buổi sáng và buổi chiều ra đây để mà tập thể dục. Và chung quanh cái khu vực này, đặc biệt là những phần mặt phía bên hông của nhà thi đấu Phú Thọ, nhà nước có xây dựng những cái khu vực mà để cho người dân có thể đến đó tự tập luyện, rèn luyện sức khỏe của mình qua những cái gọi là mình tạm thời gọi nó là cái máy hoặc là những cái công cụ tập luyện sức khỏe. Và hiện giờ đã là buổi khoảng chừng 8 giờ sáng, một số các anh chị đã đi làm, còn những cô chú ở đây đa số là những người mà người ta đã ở trong độ tuổi về hưu thì họ đang còn để mà tập luyện. Sau khi tập luyện xong thì đa số những người lớn tuổi á, họ ngồi lại và trò chuyện với nhau, rồi sau đó họ mới rủ nhau đi chợ, về nhà nấu ăn cho gia đình. Nga cũng xin nói sơ qua là những cái dụng cụ tập thể dục này họ thiết kế rất là, Nga thấy rất là công dụng. Một cái là có thể giúp cho người dân có
thể tập là những các động tác liên quan từ trên xuống dưới, ví dụ như những động tác về cơ tay, cơ chân, rồi về bụng, rồi sức bền, sức dai đều được thực hiện ở tại nơi đây. Và hầu như là mọi người cứ rảnh là người ta ra ngoài đây tập luyện, và đặc biệt là ở khu vực của nhà thi đấu Phú Thọ này còn có những nơi khác để mà mọi người có thể đến đây và học nhiều các môn hoạt động. Nga cũng biết là ở khu vực này phía trong của nhà thi đấu Phú Thọ còn có những cái sân như đánh cầu lông tại trong nhà và một số cái câu lạc bộ mà người ta mướn ở trong khu vực này để mà giúp cho người dân rèn luyện sức khỏe. Và những hình ảnh này là từ trên cao của nhà thi đấu Phú Thọ mà mình ghi nhận ra. Đây là một cái khoảng sân rất là rộng, và khi mà những cái cuộc hội chợ mà diễn ra thì đây là một trong những sân khấu chính của khu vực nhà thi đấu Phú Thọ. Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh của Phương Nga. Thì nãy giờ Nga đã có dẫn các anh chị và các bạn đi một vòng sơ qua nhà thi đấu Phú Thọ. Thì nhà thi đấu Phú Thọ còn trải dài ra phần phía sau là cái khuôn viên mà người ta giữ xe. Và khi mà vào những dịp mà lễ Tết hoặc là những cái hội thảo giống như hội chợ thì khu vực đó sẽ được gom gọn lại và người ta tổ chức những cái hoạt động khác. Và hồi nãy thì trong quá trình mà Nga đi tham quan chung quanh thì Nga cũng có gặp và nói chuyện với một số cô bác. Và mọi người bây giờ đang chuẩn bị trở về nhà để mà lo cho những công việc của gia đình. Và đây là một đôi nét về khu vực của nhà thi đấu Phú Thọ. Và trong những cái đoạn clip kế tiếp thì Nga sẽ xin giới thiệu tất cả các anh chị và các bạn về những cái nơi mà nổi bật tại khu vực mình đang sinh sống. Và Nga sẽ làm những cái clip nhỏ nhỏ như thế này để gửi đến các anh chị và các bạn. Và Nga cũng thành thật cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi đoạn clip ngắn ngắn này của Nga. Và Nga chúc tất cả các anh chị và các bạn một ngày mới được vui vẻ, hạnh phúc cùng những người thân yêu của mình. Và hưởng được một cái tuần mới gặp nhiều mọi sự tốt lành nhất trong cái tuần mới này và đặc biệt là vào cái tháng 3. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những đoạn video clip kế tiếp nha.